Quý khán giả đang theo dõi chương trình thời sự của đài truyền hình Trung Hoa. Nếu như bạn muốn tập thể hình để giảm béo thì nên đặc biệt chú ý, không nên trong khoảng thời gian ngắn tập luyện quá sức. Có một bạn nam ở độ tuổi 20 nhưng có thân hình to béo, chính vì muốn giảm cân nên đã tìm tới trung tâm tập thể hình tập tạ, liên tục tập luyện trong vòng 2 tháng nhưng vì bình thường không có sự tập luyện hay không có sự khởi động, chính vì thế đã gây ảnh hưởng tới nửa thân dưới, làm vỡ động tĩnh mạch Ngoài ra còn có một bạn nam hơn 20 tuổi cũng đã tìm đến phòng tập thể hình luyện tập đạp xe đạp. Nhưng vì bản thân anh vốn dĩ mắc bệnh tim mạch đột nhiên luyện tập quá mức đã làm cho cơ bắp đau nhức phải nằm viện hơn một tháng để điều trị. Như chúng ta đã biết, đạp xe đạp có thể đốt cháy lượng mỡ tồn tại trong cơ thể, càng đạp nhanh càng thấy thú vị hơn. Thế nhưng cần chú ý nhé, ngoài việc làm cho bạn tốn hao sức lực, nó còn có khả năng khiến cho cơ bắp co giãn dẫn tới tình trạng đau nhức. Một bạn trẻ ở độ tuổi 20 vì muốn giảm cân nên đã tìm tới phòng tập luyện, nhưng không ngờ tập luyện được trong vòng một thời gian thì phát hiện cơ thể có vấn đề, bởi vì bản thân vốn dĩ mắc bệnh tim mạch nên khi vận động quá sức đã gây ra ảnh hưởng. Lúc đó đau tới mức không đi được, cuối cùng phải nhập viện tìm tới sự giúp đỡ của các y bác sĩ. Anh phải nằm viện điều trị trong vòng 37 ngày thì bệnh tình mới giảm sút. Ngoài ra có một trường hợp khác cũng là một bạn nam ở độ tuổi 20 với mong muốn giảm béo nên đã tập tạ, nhưng bởi vì tập luyện quá sức, chính vì thế chỉ trong vòng 2 tháng mà đã cảm thấy cơ thể đã có những chuyển biến khác lạ, thậm chí sức khỏe còn kém hơn trước. Không những không giảm được béo mà còn làm cho nửa thân dưới đau nhức vô cùng, có khả năng bị vỡ động tĩnh mạch. Tập thể hình để giảm béo là một việc làm tốt nhưng cần có trình tự tập luyện hợp lý, nếu không thì không những không giảm được béo mà còn gây hại cho cơ thể. Tin tức tiếp theo xin nhắc nhở các bạn gái có thói quen trang điểm cần chú ý hơn. Tại Cao Hùng có một bạn trẻ bởi vì công việc hàng ngày phải đeo kính áp tròng, trang điểm đậm lại ở trong môi trường điều hòa máy lạnh trong khoảng thời gian dài, sau đó lại không tẩy trang sạch sẽ, kết quả đã làm cho mắt vừa đau vừa ngứa. Sau khi đi khám bác sĩ thì phát hiện đã bị hội chứng khô mắt. Ngoài ra bởi vì tắc nghẽn bã nhờn, thế nên đã mọc 300 đến 400 hạt sỏi trong mắt. Kẻ lông mày, vẽ mí mắt hay chuốt mascara đều là những bước làm cơ bản khi trang điểm. Tại Cao Hùng có một bạn trẻ vì công việc hàng ngày thế nên phải trang điểm đậm trong vòng hơn 10 giờ đồng hồ. Thêm vào đó cô còn đeo kính áp tròng. Dưới nhiệt độ thấp của điều hòa và khoảng thời gian kéo dài, chính vì thế đã làm cho mắt của cô có vấn đề. Xuất hiện tình trạng mắt vừa đau vừa ngứa gãi tới mức sức hết da. Sau khi đi khám bác sĩ mới được biết mắt rơi vào tình trạng khô, thậm chí trong mắt còn có nhiều sỏi nhỏ. Khi lật mí mắt lên thì phát hiện bên trong có hạt nhỏ màu trắng, bác sĩ nói rằng đây là sỏi trong mắt có tới 300 đến 400 hạt. Nếu như bạn làm việc trong môi trường phải mở điều hòa cả ngày, đồng thời lại đeo kính áp tròng vượt mức 8 giờ đồng hồ thì rất dễ làm cho mắt trở nên khô hơn. Thêm vào đó là trang điểm đậm, sau đó lại không tẩy trang sạch sẽ. Đây chính là nguyên nhân gây ra những bệnh liên quan tới mắt. Ngoài ra các bạn trẻ hiện nay rất thích dùng các thiết bị điện tử, điện thoại, máy tính cũng làm cho mắt bị tổn thương bác sĩ nói rằng có thể dùng nhiệt ấm để chăm sóc cho đôi mắt của bạn, nhiệt độ rơi vào khoảng 45 độ C, nhưng điều quan trọng nhất vẫn chính là giữ cho đôi mắt được vệ sinh sạch sẽ, như vậy mắt sẽ thoải mái hơn, bảo vệ cửa sổ tâm hồn của chính bạn. Các bạn có thói quen mua hàng trên mạng nên thận trọng hơn. Một chị họ liếu sống tại Đài Bắc đi tố cáo. Chị cho biết đã mua được lọ kem dưỡng da của hàng mỹ phẩm nổi tiếng SK2 thông qua một trang mạng xã hội. Nhưng sau khi mở hộp ra thì ngay lập tức ngửi thấy mùi cồn nồng nặc. Bôi lên cổ thì ngay ngày hôm sau xuất hiện tình trạng dị ứng. Nhưng nhà bán hàng lại không đồng ý đổi trả lại sản phẩm. Còn nhấn mạnh rằng đây là sản phẩm của Nhật. Bác sĩ khoa da liễu cho biết thành phần sản phẩm không rõ ràng, lượng dầu thơm được cho là quá nhiều, chính vì thế rất dễ gây ra dị ứng, thậm chí còn gây viêm da. Của Nhìn lọ kem SK2 sang trọng, trải qua hơn 10 năm kinh doanh, nó đã trở thành một món đồ không thể thiếu của các chị em phụ nữ. Thế nhưng một chị họ liếu đã thông qua trang mạng xã hội mua được lọ kem dưỡng da SK2, mua loại 75ml, vì đang trong thời gian khuyến mãi thế nên chỉ cần mua một tặng một hay có nhiều hình thức giảm giá khuyến mãi khác. Thế nhưng đều không thể ngờ rằng là khi mua về tới nhà, mở nắp hộp thì một mùi nồng nặc của cồn bay ra. Sau khi dùng sản phẩm này đã làm cho da bị dị ứng nặng, ngứa không chịu nổi, chị chỉ còn cách tìm tới sự giúp đỡ của bác sĩ. Như chúng ta đã biết, mua hàng trên mạng nhiều khi có thể rẻ hơn giá thị trường, có thể là 200 đài tệ. Các nhà bán hàng khẳng định đây là sản phẩm của Nhật Bản nên chất lượng đảm bảo, sau khi mua hàng không được đổi trả. Nếu như chúng ta chỉ nhìn bề ngoài thì khó có thể phân biệt được đâu là hàng thật, đâu là hàng giả. Thực ra kem dưỡng da của SK2 được chế tạo với thành phần riêng, kem tương đối đặc và có mùi thơm đặc biệt. Các nhà chuyên gia nhấn mạnh rằng nếu như bạn muốn tìm mua sản phẩm này thì nên chú ý kỹ ngoài bao bì bên ngoài có ghi chữ tiếng Trung hay không, bởi vì trong khoảng thời gian gần đây có không ít người tố cáo xuất hiện tình trạng hàng giả, hàng nhái, thậm chí còn có người đòi trả lại hàng, chính vì thế đã gây ra không ít những rắc rối. Một lần nữa xin nhắc nhở các bạn trẻ trước khi mua mỹ phẩm thì nên tìm hiểu rõ ràng nguồn gốc và công dụng của chúng để tránh mua phải hàng giả. vui muốn thông báo cho quý vị, quý vị có biết Viện Hành Chính đã công bố bắt đầu từ năm sau ngày 1 tháng 1 sẽ bắt đầu mở rộng chính sách bảo hiểm và phí cơ bản bao gồm lợi nhuận, thuê và một số nghiệp vụ khác. Điều đặc biệt là giới hạn của chúng đã tăng từ 5.000 lên 2 vạn đài tệ, dự tính sẽ thu hút được rất nhiều sự quan tâm chú ý của 342 vạn người. Nếu như thẻ bảo hiểm sau khi lên mạng thì có thể bổ sung thêm chi phí. Hiện nay đã có hình thức phục vụ khách hàng mới. Mùng 1 tháng 8 năm nay đã chuẩn bị số tiền đầy đủ, có thể ứng phó với chi phí 4,69 tháng. Hiện nay, Viện Hành Chính đã công bố rất đặc biệt bắt đầu từ tháng 1 năm sau sẽ mở rộng các chính sách khác và cố định hơn trước. Như vậy, người dân sẽ cảm thấy yên tâm hơn. Từ 5.000 tăng lên 2 vạn đài tệ giảm bớt sự gánh nặng của người dân dự tính sẽ được thực hiện vào năm sau, ưu tiên 342 vạn người, bình quân mỗi người giảm 200 đài tệ. Số liệu thống kê năm 2017 có thể phát sinh sự thiếu hụt an toàn trong thời gian ngắn. Được biết, hiện tại đang trong thời gian ngắn nhìn nhận, giúp người dân giảm bớt gánh nặng tiền bảo hiểm. Nhưng kế hoạch lâu dài thì cần phải thảo luận và xem xét thêm, làm cách nào để ổn định hơn. Phần cuối của chương trình kính mời quý khán giả cùng theo dõi những món điểm tâm cũng như những chiếc bánh ngọt xinh xắn đến